căn nhà của mình á thì được gia chủ sử dụng tông màu trắng chủ đạo sơn nước. Ở cửa mặt tiền là sử dụng bộ cửa nhôm sinh pha bốn cánh với tông màu xám, rèm cũng màu xám luôn. Rồi cả nhà mình cùng thấy ở ở phía ngoài này á, là chúng ta nhìn vào một không gian phòng khách. Khi chúng ta mở hết bộ cửa bốn cánh ra rất là thoáng và rất là rộng rãi. Ở toàn bộ nhà mình đã được lót gạch men gạch 60 hết rồi. Dạ vâng, em Hùng 179 xin kính chào quý khách. Mến chúc quý khách ngày mới thật là nhiều năng lượng tích cực, nhiều niềm vui và nhiều may mắn trong cuộc sống. Hôm nay em Hùng sẽ review gửi đến cho quý khách một căn nhà được xây dựng trên mảnh đất 441 m², tọa lạc tại xã Diên Hòa, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Trong phần đất này đã có 60 m là đất thổ cư và căn nhà được xây dựng trên phần diện tích là 80 m². Dạ. Và để trước khi vào review, em Hùng kính mong cả nhà hãy cho em Hùng xin một like, trước là để ủng hộ tinh thần cho em Hùng, sau là giúp cho thuật toán kênh YouTube hiểu được rằng những video khi em Hùng đăng tải lên kênh YouTube là những video mang lại nhiều tích cực và giá trị cho cộng đồng để được YouTube đề xuất hơn với nhiều người xem. Em Hùng xin cảm ơn. Và bây giờ em Hùng xin phép mời cả nhà mình đừng rời mắt màn hình, hãy xem hết video để coi thử em Hùng review căn nhà này từ đầu đường Hương Lộ 39 đi vào căn nhà này như thế nào nhé. Em Hùng xin giới thiệu đến cho toàn thể quý khách, con đường mà em Hùng đang đứng chính là con đường Hương Lộ 39 thuộc địa phận của xã Diên Hòa, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Ngay vị trí em Hùng đang đứng đây, nếu như cả nhà mình di chuyển theo hướng tây của em đi thẳng khoảng tầm 400 m là mình sẽ đi tới ngã tư giao nhau giữa đường Hương Lộ 39 và đường tỉnh Lộ 2. Thì ngay vị trí ngã tư đó sẽ là chợ của xã Diên Phước cũng như là Bách Hóa Xanh và tất cả những cái hàng quán ngay vị trí đó. Dạ, và nếu như cả nhà mình di chuyển theo hướng tây ngược lại của em Hùng khoảng tầm 1 km là mình sẽ đi ra ngay ngã tư giao nhau giữa đường Hương Lộ 39 và đường quốc lộ 27C. Từ ngay vị trí ngã tư đó, nếu như chúng ta rẽ bên tay phải, mình sẽ di chuyển lên thành phố Đà Lạt. Còn nếu như mà mình rẽ bên tay trái là mình sẽ đi về lại trung tâm thành phố Nha Trang. Ngay góc ngã tư sẽ có trường trung học cơ sở Trần Đại Nghĩa thuộc địa phận của xã Diên Hòa. Và từ đây nếu như chúng ta di chuyển về lại trung tâm thành phố Nha Trang và đi xuống biển luôn là khoảng tầm 18 km. Và nếu như cái nhà mình di chuyển về lại khu hành chính mới của huyện Diên Khánh là khoảng tầm 3,4 km. Khu vực này là một trục đường chính nên là ở đây lưu lượng xe lưu thông cũng khá là nhiều. Và trong tương lai quy hoạch mở rộng đường thì đường Hương Lộ 39 sẽ quy hoạch mở rộng 42 m. Vị trí em Hùng đang đứng đây là một cái ngã ba để mà mình di chuyển vào ngôi nhà mà em Hùng đang mong muốn review. Từ đây chúng ta di chuyển vào nhà là khoảng tầm 400 m theo con đường bê tông liên thôn này. Và ngôi nhà của mình sẽ nằm trên con đường bê tông 4 m thuộc đường nhánh của đường bê tông đây. Dạ. Và bây giờ em Hùng xin phép mời cả nhà mình hãy di chuyển cùng với em vào phía bên trong để coi thử là đường vào của căn nhà vườn này như thế nào nhé. Dạ. Ngay phía ngoài này á, thì chúng ta đường rất là rộng luôn. Đây là một con đường liên thôn nên là khá là rộng rãi. Khu vực này là dân cư ở rất là đông, điện nước đầy đủ luôn. Nãy giờ em Hùng đi vào thì Hùng thấy là dân số ở đây sống là khá là đông đúc và trong đó là cũng rất là nhiều những hộ dân họ ở với nhau từ lâu đời rồi. Bởi vì em thấy là xung quanh đó là nhà nào cũng có cái sân vườn rất là rộng rãi thì khả năng là họ ở lâu rồi họ mới đất rộng như thế. Đây cả nhà mình xem. Trên đường vào thì cả hai bên dân cư ở này, rồi cây cối xanh luôn. Đó, đường điện nè, điện nước ở đây là khu vực này là quá là tuyệt vời luôn rồi. Và khu vực này á là mặc dù là dân số ở đông nhưng mà khá là hài hòa và yên tĩnh luôn nha cô chú anh chị. Dạ, em Hùng đang đi làm khoảng tầm giờ này là 9:10, 9:15 nè, nhưng mà rất là yên bình luôn. Thì nếu như cái nhà mình mà mua cái nhà vườn này để ở thì ban ngày chúng ta đi làm rồi ví dụ trưa hay chiều về thì nghỉ ngơi ở cái nhà vườn này sẽ rất là tuyệt vời. Đây, ở bên tay trái của em là có một mảnh đất để làm nấm rơm nè. Rồi chúng ta cứ đi theo một con đường bê tông liên thôn này. Dạ. Tới đây nè. Rồi chúng ta vừa qua hết cái eo cua này thì ngay vị trí ngã ba của cái nhà cửa xanh với lại cái nhà có cái dừa này chúng ta sẽ rẽ qua bên tay phải. Đây, từ đây chúng ta sẽ rẽ qua bên tay phải là mình sẽ đi vào căn nhà vườn của mình. Và căn nhà của mình cách con đường liên thôn này chỉ khoảng tầm 20 m thôi nha cô chú anh chị. Rồi em Hùng cua vào nha. Đó, một con đường bê tông 4 m xe ô tô như thế này. Đó, và căn nhà vườn mà em Hùng đang mong muốn review sẽ nằm bên tay phải của em Hùng đây. Em Hùng xin giới thiệu đến cho toàn thể quý khách, đây là tổng quan căn nhà vườn mà em Hùng đang mong muốn review. Thì căn nhà vườn này có tổng diện tích là 441 m², trong đất là đã có 60 m là đất thổ cư, phần đất còn lại là đất trồng cây lâu năm cũng đã được quy hoạch đất ở. Mặt tiền của căn nhà mình với chiều ngang đường bê tông là 7m88 và hậu là 12,9 m. Chiều dài của căn nhà mình là 58 m và căn nhà mình có hướng là đông bắc.
sẽ phù hợp với tất cả quý khách những người hợp mệnh Tây tứ trạch, trong đó có hướng Tây, Tây Nam, Tây Bắc và hướng Đông Bắc. Căn nhà của mình là sổ hồng pháp lý 2022, chuẩn chỉnh, mua bán có thể công chứng được ngay. Và cả nhà mình cũng thấy rằng là tổng quan căn nhà vườn mình là ở phía trong này sẽ còn thêm một căn nhà vườn nữa. Và căn nhà của mình là gần như là cuối đường. Thì đường hiện trạng là đường bê tông, xe ô tô. Khi mình vào mình có thể mình di thẳng vào trong sân nhà mình luôn nha cô chú anh chị. Dạ. Về phía ngoài của căn nhà vườn mình thì đã được gia chủ làm cho mình một cái bộ cửa, cổng cũng như là hàng rào với một cái tông màu xám cao khoảng tầm 2 mét. Và ở trên là tương đối là để trống để cho nó thoáng như thế này. Đó. Về phần sân thì em Hùng thấy là phần sân của căn nhà mình là khoảng tầm 100 cho tới 120 mét vuông. Bởi vì là chiều ngang mặt tiền là gần 8 mét và đi ra sau sẽ nở hậu ra. Dạ. Một con đường bê tông ở giữa sân mình là đủ cho xe ô tô mình di thẳng vào phía trong luôn. Bên tay trái của em là được trồng một hàng cây xanh bằng những cây dừa cảnh như thế này. Và bên tay phải của em Hùng cũng là một mảnh đất trống để được trồng thêm khá là nhiều cây xanh như thế này. Và cái này thì em Hùng nghĩ rằng là chủ trồng cho vui chứ cũng không có mục đích gì hết, nên là cũng không có chăm bón và cỏ mọc cũng khá là nhiều. Ở khi cô chú chị mình mua về, mình có thể mình cải tạo lại để làm thêm một cái gì đó cho nó đúng sở thích của mình luôn ạ. À. Phía bên này á thì em Hùng thấy là có một cây khế nè, ngay góc cửa ngồi ở mình nè. Còn phía trong này là trồng những cây bông trang, rồi cây bạc hà, rồi cây dừa cảnh vân vân. Dạ. Bởi vì ngày trước á, khi mà chủ mới làm ra thì khuôn viên đây là một mảnh đất trống, nhìn cũng rất là thoáng. Nhưng mà nếu như để trống quá thì không đẹp, nên gia chủ mới trồng thêm những cây xanh như thế này. Nhìn nó cũng khá là đẹp nhưng mà không có được bắt mắt cho lắm, bởi vì trồng nó không có đúng hàng lối của chú chị. Dạ. Ở giáp với mình là để có nhà hàng xóm hết rồi. Ở khuôn viên cả hai bên đều có nhà hàng xóm. Ở phía sau nhà của mình á là có một cái bầu, nên là ở phía sau cũng khá là thoáng luôn. Rồi, và em Hùng xin đi vào chi tiết ha. Căn nhà của mình á thì được xây dựng là khoảng tầm trên diện tích là 80 mét vuông. Và ở phần phía sân trước mình, ở trên gia chủ đã được làm cho mình một cái mái tôn như thế này để che nắng cũng như là che mưa khi chúng ta có thể đậu xe ô tô vào phía trong này cũng được. Dạ. Và tổng quan mặt tiền của căn nhà của mình á thì được gia chủ sử dụng tông màu trắng chủ đạo sơn nước. Ở cửa mặt tiền là sử dụng bộ cửa nhôm sinh pha 4 cánh với tông màu xám, rèm cũng màu xám luôn. Rồi, cả nhà mình cùng thấy. Ở phía ngoài này á là chúng ta nhìn vào một không gian phòng khách khi chúng ta mở hết bộ cửa 4 cánh ra rất là thoáng và rất là rộng rãi. Ở toàn bộ nhà mình đã được lót gạch men gạch 60 hết rồi, với cái hoa văn giả đá như thế này khá là đẹp. Mặt tiền của mình á thì được gia chủ sử dụng một miếng đá granite màu đen làm điểm nhấn để mà cách biệt giữa cái phần sân và phần thềm nhà. Rồi, em Hùng xin phép dẫn cái nhà mình đi vào nha. Dạ. Không gian phòng khách á thì vì đây là căn nhà mà gia chủ xây ra nhưng mà chưa ở nên sẽ không có nội thất gì cả. Rồi, cả nhà mình thấy là trước mặt mình là một cái tông màu trắng chủ đạo hết. Ở trên là sử dụng hệ thống đèn LED và chính giữa căn nhà mình có một cái đèn chùm. Nhưng bởi vì quý khách thông cảm là căn nhà này quên đóng tiền điện nên đã bị cúp rồi ạ. Nên em Hùng cũng không có mở đèn được cho các nhà mình xem. Bên tay phải của em Hùng chính là nơi chúng ta có thể đặt TV, đặt một cái kệ TV ngay vị trí này. Và bên tay trái thì chúng ta sẽ đặt bộ ghế sofa ở bên góc này luôn ạ. Còn về hệ thống công tắc đèn cũng như là hệ thống automat sẽ nằm bên tay trái của em Hùng khi chúng ta bước vào. Giáp với lại cái rèm cửa như thế này nè. Nhà đã được xây dựng hết rồi, điện và nước đầy đủ hết luôn rồi ạ. Đây, từ ở trong này thì chúng ta nhìn ra khoảng sân ở phía trước nè. Rất là rộng rãi, xe ô tô vào thẳng ở phía trong này luôn. Phòng khách của mình thì gạch men đã được ốp chân viền ở phía dưới này luôn, nên là nhìn nó rất là sạch sẽ. Tổng diện tích của phòng khách đó là em Hùng thấy được rằng là khoảng tầm 20 mét vuông, cũng tương đối là rộng. Với một cái không gian phòng khách như vậy, đây là lối đi để chúng ta đi xuống phòng ngủ cũng như là đi ra nhà sau. Thì lối đi này rộng khoảng tầm 1m cho tới 1m2. Căn nhà mình có hai phòng ngủ, phòng khách, bếp, toilet và sân trước sân sau. Dạ, đây là căn phòng ngủ đầu tiên bên tay trái và đây là căn phòng ngủ thứ hai. Cả hai căn phòng ngủ này sẽ liền kề với phòng khách của mình luôn. Và căn phòng ngủ này thì tương đối là nhỏ. Tổng diện tích của hai căn phòng ngủ cũng như là lối đi này là khoảng tầm 25m² thôi. Nhưng mà nếu chia hai thì căn phòng ngủ này là khoảng tầm 8 cho tới 9m² và căn bên kia cũng vậy. Nhưng mà căn phòng ngủ này được một cái là có một cái cửa sổ. Ở phần cửa sổ này thì khả năng sẽ là còn một cái khe hở đối với nhà hàng xóm. Mình sẽ mở cửa ra để cho thông thoáng hoặc là mình đóng lại cũng tùy vào mình. Đây, ở đây thì chúng ta cũng đã có rèm cửa sẵn rồi. Cửa là cửa nhôm sinh pha, mở ra cũng được. Rồi, ở trong này thì không gian phòng ngủ cũng tương đối là nhỏ nha cô chú anh chị. Dạ, cũng đã được sơn nước rồi hết rồi. Ở trên là trần thạch cao, sử dụng bóng đèn LED. Ở đây chúng ta có một cái cửa nhôm sinh pha nè, với cái gương mờ nè. Rồi, đó là căn phòng ngủ đầu tiên. Đây là, ở đây chúng ta có thêm một cái cửa sổ lấy sáng với cái lối đi nhà hàng xóm. Thì đây là khả năng là trong khuôn viên đất của mình luôn.
Đó, đây là cái cây trụ mà ranh giới đất của mình là con giống chị. Rồi căn phòng ngủ thứ hai cũng vậy à, căn phòng ngủ thứ hai thì diện tích cũng tương đồng với căn phòng ngủ đầu tiên, cũng có góc kia cũng có một cái cửa sổ mở ra lấy thoáng hoặc là lấy gió. Rồi căn phòng ngủ này thì đặc biệt hơn là ở trên trần thì gia chủ lại sử dụng là một cái trần bằng gỗ, gỗ này là gỗ pellet hay là gỗ gì cô chú chị ạ, làm cái điểm nhấn nha. Căn phòng ngủ này thì lại cái điểm nhấn, trần là trần gỗ pellet, cũng sử dụng bốn bóng đèn led như thế này đây nè. Nếu mà có điện á, nếu mà có điện thì phòng bật lên cũng khá là sáng sủa luôn. Ở căn phòng ngủ này thì ở đây chúng ta có là công tắc đèn nè, ổ cắm điện, và em Hùng nhìn ra là hai căn phòng ngủ này chưa có đường dây máy lạnh, chưa có chờ sẵn đường dây máy lạnh. Thì nếu như cái nhà mình khi mua về thì có thể làm thêm, hoặc là mình có thể sử dụng quạt. Dạ cái này thì nếu mua về mình có thể mình thiết kế lại thêm chút xíu nữa để cho nó phù hợp, chứ là chưa có dây máy lạnh chờ sẵn. Đó là khuôn viên của hai căn phòng ngủ, và ở phía dưới này là khuôn viên của khu vực bếp. Tổng diện tích khu vực bếp thì rơi vào khoảng tầm là 27 cho tới 30 mét vuông. Ở đây là có bếp và toilet luôn nên cũng tương đối là rộng rãi. Vừa bước xuống không gian bếp thì bên tay trái của em là một khoảng không gian rộng, thì ngay vị trí này chúng ta có thể đặt một cái bàn ăn sẽ phù hợp luôn này. Đó, ngay vị trí bên tay trái của Hùng một cái bàn ăn sẽ phù hợp. Bên tay phải của em Hùng thì chúng ta sẽ có thêm một cái cửa sổ lùa hai cánh để lấy sáng. Ở đây là tất cả những cửa sổ đều đã được gia chủ làm cho mình rèm hết rồi, nên là khi về là mình chỉ vào sử dụng thôi. Rồi em Hùng dẫn cái nhà mình xuống không gian bếp nha. Đây cái nhà mình xem không gian bếp đây. Rồi. Không gian bếp là được sử dụng mặt đá granite nè, rất là sạch sẽ. Ở trên thì đã có mặt dựng sẵn rồi. Ngay vị trí này thì chúng ta có một cái cửa sổ nhìn ra cái phần đất của mình ở phía sau. Rồi ở góc này chúng ta có những cái ổ cắm điện để sử dụng cho những cái thiết bị điện của mình. Trên này thì có một cái kệ, một cái tủ bếp ở trên. Ở dưới cũng đã có kệ bếp hết rồi. Ở đây, ở dưới có kệ bếp hết đây. Đấy là không về không gian bếp cũng tương đối là gọn gàng và sạch sẽ. Bên tay phải của em Hùng chính là nơi chúng ta đặt máy giặt cũng như là toilet. Nhà mình là chỉ có một toilet thôi à. Đây, đây là khuôn viên đặt máy giặt. Ở chỗ này chúng ta có nguồn điện cấp nè, ở dưới này chúng ta có nguồn nước cấp nè. Đó, và đây chính là nguồn nước thoát của máy giặt nè. Thì ngay vị trí này đặt cái máy giặt ở đây sẽ rất là phù hợp luôn. Rồi toilet ở bên tay trái của mình luôn. Toilet thì đã được gia chủ sử dụng vòi sen nè, bể xí nè, rồi lavabo nè, gương nè. Bên này chúng ta có một cái tủ nhỏ để mà đựng những cái món đồ vệ sinh cá nhân buổi sáng nè. Gạch men thì ốp lên để cao lên tới trần luôn rồi. Vậy trần toilet thì sử dụng một bóng đèn led. Bởi vì toilet không gian cũng khá là nhỏ nên là một bóng đèn là khá phù hợp rồi. Ở đây là cửa rồi, nhôm sinh pha là có sẵn hết rồi. Đó là về không gian của toilet của mình. Thì tổng quan là căn nhà mình là được xây dựng khoảng tầm 80 mét vuông, đầy đủ những cái công năng như là hai phòng ngủ, bếp, phòng khách, toilet. Và đây là khoảng sân ở phía sau của mình. Thì về cái khoảng sân này tổng diện tích sẽ rơi vào là khoảng tầm 200 mét vuông hơn. Và ở mặt sau thì được trồng cũng khá là nhiều cây ăn trái. Rồi em Hùng dẫn cái nhà mình đi vào nha. Dạ em Hùng cũng xin lỗi với khách là xung quanh chó cũng hơi nhiều nên nó hơi ồn ạ. Em Hùng đi ra sau luôn ạ. Dạ vâng. Thì đây là ở phía sau của mình. Phía sau của mình là giáp với một cái bầu nên nó là ở phía sau này là cực kỳ mát mẻ luôn. Đây cái nhà mình xem nơi em Hùng đang đứng nè. Thì ranh giới của mình theo cái hàng trụ bê tông này đó, đổ qua tới cái hàng trụ bê tông dọc theo ngay bụi tre kia kìa. Đây ở phía sau của mình là có một cái bầu nè. Ai cái nhà mình xem tới ngay chỗ cái vị trí cái trụ bê tông có cái hàng bi đó là phía sau này là một cái bầu. Đối diện bên kia bầu là một cái nhà vườn cũng khá là rộng rãi luôn. Đây từ phía sau này mình nhìn lại tổng quan đất của mình thì ở phần sau của mình á, được trồng khá là nhiều cây ăn trái. Ở đây mình thấy là có cây sồi nha, cây vú sữa, rồi cây mít, cây ổi đó, rất là nhiều luôn. Rồi một hai hai cây mít, hai cây vú sữa, hai cây sồi, hai cây ổi, một bụi thanh long. Cũng khá là hay. Dạ thì đây là một khoảng sân ở phía sau của mình với tổng diện tích là dao động khoảng tầm 200 mét vuông hơn. Nên cái này nếu như mà khi quý khách mua về mình có thể tận dụng được những cái không gian mà đất còn trống như thế này, có thể set up thêm một cái khuôn viên gì đó cho nó phù hợp hơn với mình, có thể rằng là một nơi để mà gọi là nuôi cá koi, hoặc là một cái nhà, một cái sân vườn để chúng ta ngồi uống trà, hay là một cái gì đó tiểu cảnh gì đó nó phù hợp hơn. Đó. Từ đây mà giáp với nhà hàng xóm thì chúng ta đã được có những chồng trụ rào hết rồi. Đây cả nhà mình xem, nhà hàng xóm thì bên này là cũng
nuôi gà rồi trồng chuối rồi cũng khá là tuyệt vời. Đấy, góc bên này nè, mình nhìn vào nè thì đây là mặt sau của mình. Bên này là giáp với nhà sớm cũng đã được trồng các trụ rào. Phía bên tay phải của em Hùng thì cũng đã được trồng các trụ rào rồi kéo lưới 40 hết rồi. Đây. Đây là mặt sau của mình. Thì ở phía sau mình rất là nở hậu. Chiều sau của mình là 12,9 m rộng, nở hậu, mặt tiền là chỉ có 7,8 m thôi. Đây các em xem, cây ổi nè. Chỗ này là cây vú sữa nè, rồi một cây sồi nè. Sồi lớn rồi, tất cả ở cây này là như cây sồi với cây mít là đã có cho quả rồi ạ. À. Đây, đây là cây mít nè. Wow. Đây là cây ổi nè. Đây. Rồi, căn nhà của mình là hướng đông bắc nha cô chú anh chị. Dạ, hướng đông bắc. Từ ngay vị trí căn nhà này thì trong bán kính là khoảng tầm 1 km, chúng ta sẽ đến trường mầm non của xã Dương Hòa hoặc là về trường tiểu học của xã Dương Hòa luôn. Còn nếu như mà chúng ta di chuyển về lại thành phố biển Nha Trang thì khoảng tầm 18 km theo đường xe ô tô. Em Hùng xin chân thành cảm ơn quý khách đã dành chút thời gian xem Hùng review căn nhà tọa lạc tại xã Dương Hòa, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Căn nhà vườn của mình có tổng diện tích là 440 m², trong đất đã có 60 m là đất thổ cư, phần còn lại cũng đã được quy hoạch đất ở. Và với giá bán cho căn nhà này là 2 tỷ. Giá bán trên, gia chủ sẽ lo toàn bộ thuế phí khi mua bán chuyển nhượng. Ngoài ra sẽ còn thương lượng thiện chí với mình khi cả hai cùng ngồi đàm phán với nhau. Nếu như quý khách quan tâm, xin hãy vui lòng liên hệ với em Hùng qua số điện thoại có trên màn hình hoặc có thể kết bạn Zalo để em Hùng gửi vị trí cũng như là sổ hồng pháp lý cho cả nhà mình cùng tham khảo qua. Dạ, em Hùng xin mến chúc cho mình nhiều sức khỏe, nhiều thành công và nhiều hạnh phúc. Hãy nhớ nhấn đăng ký kênh của em, ấn vào chuông thông báo để mỗi khi em Hùng review bất động sản tại thị trường tỉnh Khánh Hòa nói chung, thành phố Nha Trang và huyện Diên Khánh nói riêng và đăng tải lên kênh YouTube thì cả nhà mình sẽ nhận được thông báo và cùng đón xem với em Hùng. Dạ, em Hùng xin chân thành cảm ơn và em Hùng xin kết thúc video ngay tại đây.